Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Kính thưa quý vị, sau khi Hiệp định Genève được ký kết và thi hành, ngay sau đó thì có một nhân vật được nhắc nhở, đánh bóng và có quá nhiều huyền thoại vây quanh, đó là tướng Việt Cộng Võ Nguyên Giáp. Một người đao loan tướng mà không trải qua một quân trường nào cả. Trong chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hôm nay do ông Trần Quang Dực phụ trách với chủ đề Xóa tan một huyền thoại. Để thấy rằng những huyền thoại vây quanh ông Giáp chỉ là một sự bịp bợm, lừa dối trong chính sách tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam qua bài nhận định của một nhà báo đào nhiệm và xin tị nạn chính trị tại Pháp, đó là Đại tá Việt Cộng Bùi Tín. Minh Thúy kính mời quý vị theo dõi sau đây. Tôi là Trần Quốc Giật, xin kính chào quý đại bàng, quý liên trưởng, quý chiến hữu và quý khán giả Đến với chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tháng 7 của chúng tôi Thưa quý vị, ngày 20 tháng 7 năm 1954 Hiệp định Geneva đã chia đôi lãnh thổ Việt Nam Và một nhân vật nổi lên như cồn do các báo chí thiên tả phương Tây Và bộ máy tuyên truyền của tàu quyền Ba Đình Cũng không bỏ lỡ dịp cơ hội tô son chết vấn cho một người Không qua một quân trường nào mà vẫn đeo loan tướng Hôm nay trong một chương trình với một chủ đề rất là lớn Xóa tàn một huyền thoại về tướng Việt Cộng Võ Nguyên Giáp Ban biên tập người chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa. Xin mời quý vị theo dõi bài thứ nhất do Đại tá Bùi Tín xin phép được mở ngoặc. Năm 1990 khi sang Pháp công tác, ông đã đào nhiệm và xin tị nạn chính trị tại Pháp và đã ở đó cho đến khi qua đời. Ông Tín đã có một bài nhận định về tướng Việt Cộng Võ Nguyên Giáp qua bài viết này. Ông Tín viết rằng ông cố gắng giữ thái độ khách quan và công bằng. Xin phép cho chúng tôi được dâu hỏi trong nhận định này. Tiết mục thứ nhất: Sự liên hệ giữa ông Giáp và ông Tín tháng 8 năm 1945 ông Tín đã gặp ông Giáp tại Hà Nội. Năm 1948 và 49, ông Tín lại gặp ông Giáp tại Bộ Tư lệnh Hành quân Quân khu vốn thành phố Vinh. Và năm 1955, ông Tín đã dự nhiều cuộc họp ở Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu do tướng Giáp chủ tọa. Tháng 5 năm 1975, nhà báo quân đội Bùi Tín đã làm lên người kế hoạch và hướng dẫn tướng Giáp vào thành thành phố Sài Gòn sau khi miền Bắc xâm chiếm được miền Nam. Những năm 1986 và 90, vào dịp đại hội đảng Cộng sản khóa 6 và chuẩn bị đại hội khóa 7, ông thường nhắn ông Tín đến nhà riêng để ăn cơm gia đình để tìm hiểu về tình hình xã hội, quân đội và dư luận quốc tế. Và ông Tín đã nhận định về tính hình của ông Giáp như sau. Ông là người ưa nghe hơn là nói, kín đáo, không cởi mở, ít bạn tâm giao. Ông cũng không hút thuốc, không uống rượu, không uống cà phê, chỉ uống nước trà, pha rất loãng. Không đánh bài tu lơ khơ để giải trí như các ông tướng khác. Có thể nói, sự liên lạc giữa tướng Giáp và ông Bùi Tín rất là gần gũi, do đó những nhận định của ông biết về tướng Giáp chúng tôi xin đề nghị quý vị đánh giá. Tiết mục thứ nhất, Cố vấn Vĩ Đại. Những chiến này do Hồ Chí Minh bắt các đồng chí của ông gọi Cố vấn Tàu Cộng. Ông Bùi Tín cho biết khi chủ trương mở chiến dịch Điện Biên năm 1950, lúc đầu tướng Giáp đề nghị đánh vào thị xã Cao Bằng trước, nhưng các cố vấn Trung Quốc do tướng Trần Canh cầm đầu đề nghị đánh theo quyền công điểm diệt viện, trước hết là đánh vào Đông Khê trên đường số 4 giữa Cao Bằng và Lạng Sơn tiêu diệt cả binh đoàn Sạc Tồn từ Cao Bằng chạy về và binh đoàn Le Pas từ Lạng Sơn lên đón đều bị tiêu diệt hay bắt sống ở ngoài công sự. Khi hành quân trong rừng, kết quả giải phóng luôn Cao Bằng, Lạng Sơn và một vùng biên giới rộng lớn, thu rất nhiều vũ khí và bắt rất nhiều tù binh. Biên giới Việt Trung mở rộng là chuyển biến chiến lược có ý nghĩa quyết định cho những chiến thắng sau này. Tiết mục thứ nhì, tướng sát quân khi quân Pháp vừa nhảy dù xuống lòng trào Điện Biên hồi cuối tháng 11 năm 1953, Bộ Tổng Tham mưu đã phát họa ngay một kế hoạch bao vây và tấn công theo phương châm là đánh nhanh, giải quyết nhanh. Theo học thuyết quân sự của Lâm Mưu là khi địch mới lâm thời vào phòng ngự, chưa có hệ thống phòng thủ vững chắc, Tổng Cố vấn Vĩ Đại Vi Quốc Thành và Đoàn Cố vấn Quân sự Trung Quốc tán thành phương châm này theo kiểu OA thường gọi là biển người. Đầu tháng riêng năm 1954, tướng Giáp lên mặt trận vòng vây được siết dần pháo lớn được kéo vào đặt trên sườn núi được ngụy trang kỹ với nhiều ụ pháo nghi binh dự định sẽ khai hỏa vào lúc 18 giờ ngày 26 tháng riêng dự tính sau hai ngày một đêm sẽ diệt xong cả tập đoàn cứ điểm sau khi biết rõ tuyến phòng thủ đã trở nên kiên cố của pháp tướng giáp đã đưa ý kiến ngừng cuộc tiến công giúp pháo ra phía sau và chuẩn bị lại theo phương châm đánh chắc tiến chắc và ông giáp dùng quyền bí thư đảng ủy của mặt trận quyết định tư lệnh chiến dịch kết thúc cuộc họp dùng điện thoại ra lệnh trực tiếp cho các vị tư lệnh dưới quyền giữ vững quyết tâm diệt địch nhưng đình chỉ tiến công kéo pháo ra chấp hành lệnh chia đề vì tình hình đã thay đổi địch đã phòng thủ vững chắc cần thay phương pháp tác chiến đánh chắc tiến chắc ai còn thắc mắc sẽ giải thích sau các cố vấn quân sự của trung quốc đều bất ngờ khi tướng cộng giáp thay đổi phương châm đánh và sau khi nghe giải thích họ cũng tỏ ra tán thành sau chiến thắng như trên các nhà bình luận quân sự phương tây thường chỉ ra kháng chiến đã chịu rất nhiều những tổn thất khủng khiếp gấp 3 hay 4 lần đối phương. Cái giá phải trả cho chiến thắng là quá lớn, lớn đến khủng khiếp. Toàn là trai tráng thanh niên ưu tú, có lý tưởng, có chất lượng cao của dân tộc. Đây là một sự thật. Hồi tháng 4 năm 1996, trong cuộc hội thảo ở Quốc hội Mỹ Hoa Kỳ, tướng Westmoreland nói với ông Tín rằng, tôi công nhận tài năng của tướng Giáp phải nói là có tài mới ở lâu đến hơn 30 năm chiến tranh. Trên cương vị tư lệnh quân sự cao nhất, nhưng phải nói nếu như là tướng Giáp là một viên tướng của A Kỳ thì ông ta đã bị cách chức từ lâu rồi. Vì quốc hội chúng tôi, xã hội chúng tôi không chấp nhận những tổn thất sinh mạng của quân đội mình cao đến như vậy. Tiết mục thứ ba, tình đồng chí. Ông Tiến cho biết đã gửi hai lá thư cho ông Giáp năm 1992 và 96 nhắc ông rằng quân hàm 4 sao của ông đã được mạ bằng xương máu của hàng vạn chiến sĩ và cho rằng nhất tướng công thành vạn cốt khô. Ông mong rằng hãy tham gia ủng hộ phong trào đổi mới theo hướng xã dân chủ thật sự đất nước. Ông chỉ rằng chỉ cần ghé thăm Hoàng Minh Chính đang bị chính quyền đối xử rất tồi tệ hoặc nhắn với đại tá Phạm Quế Dương mới ra khỏi nhà giam đến hỏi chuyện cả hai đều là sĩ quan dưới quyền trực tiếp của ông Giáp nhưng ông Giáp vẫn làm ngơ không động lòng. Đây là điểm yếu về lý trí và công tâm và nhân cách của tướng Giáp. Trong trận đánh tiến bảo thân, dũng khí là đức tính hàng đầu của một danh tướng nên vào năm 1984 khi ông Duẩn nói đến chuyện rất hẹp với một số cán bộ lãnh đạo báo nhân dân, ông kể rằng hồi năm 1968, Bộ trưởng Quốc phòng nhát như thỏ đế, tránh mặt ra nước ngoài. Sự thật, kế hoạch quân sự mậu thân 68 là do công Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh và Trần Văn Trà đề xuất, khởi thảo và chỉ đạo thực hiện. Khi chiến sự bùng nổ, Tết Mậu Thân, ông Giáp đang dưỡng bệnh 2 tháng ở Hungary. Sau khi mổ và cắt túi mật ở đó, thật ra ông, ông Giáp không tán thành tham vọng tổng tiến công, nổi dậy ông chỉ có ý thức thực hiện tập kích chiến lược đánh rồi rút bảo toàn lực lượng, lượng đánh lâu dài ban biên tập người chiến sĩ việt nam có ghi nhận được một tin chưa được kiểm chứng ông giáp cho rằng nếu tấn công như vậy thì mỹ sẽ bom bom nguyên tử hà nội nên ông tránh ra nước ngoài xin mượn câu nói của nhà văn vũ ngựa chiêu là anh hùng là anh hùng dơm ta cho mồi lửa hết cơn anh hùng tiết mục thứ tư không có khả năng thuyết trình ông tín cho biết một nhược điểm của tướng giáp là văn phong và khẩu khí của ông nếu không thể nói là yếu kém thì có thể nói là không có gì nổi bật ông thấy ông tín đã dùng bài viết của tướng peter mcdonald của quân đội hoàng gia anh từng sang việt nam gặp tướng giáp năm 1987 đã viết cuốn giáp hai cuộc chiến đông dương trong đó ông nhận xét những tư tưởng của tướng giáp được ghi lại trên giấy thường là chán ngán đến chết người và ông tý đã đồng ý với nhận xét của tướng peter mcdonald và ông tý đã dùng quyển sách giáp hai cuộc chiến vét về giáp như sau từ khi còn trẻ tướng giáp đã thấm nhuần lý tưởng cộng sản thật đáng tiếc trải qua mấy chục năm lẽ ra trí thông minh của ông có thể mách bảo cho ông rằng cái chế độ mà ông tham gia xây dựng là sai lầm và tệ hại để từ đó tìm ra một con đường khác để bảo đảm hạnh phúc cho đồng bào của ông như một người theo công giáo thời trung cổ sợ hãi bị trừng phạt khủng khiếp khi bỏ đạo ông đã mù quáng phục vụ đường lối mark lenin theo như hồ chí minh đã hướng dẫn trên đây là nhận xét khách quan của nhà quân sự già dặn Từng ở trong quân đội 32 năm, từng sống 26 năm trên các nước và từng nghiên cứu ký mặt trận Điện Biên Phủ và từng là cuốn chủ biên cuốn lịch sử thế giới năm 1987 để kết luận. Ông Bùi Tín cho rằng bi kịch lớn nhất của ông Giáp là khá nhiều người nhận thấy đúng là một danh tướng có kiến thức, có suy nghĩ. Tôi xin phép được chừa khai chữ thông minh của ông Bùi Tín. Nhưng lại không có đủ thông minh và dũng kế để sớm nhận rằng và từ bỏ một lý thuyết sai lầm thể hại chỉ đem lại sự tàn phá và tổn thất cho nhân dân đến nay vẫn chưa có tự do vải phúc khi ông nhắm mắt thưa quý vị chúng tôi vừa thưa cùng quý vị một bài viết của đại tá việt cộng đã đào nhiệm và tị nạn tại pháp ban biên tập người chiến sĩ việt nam cộng hòa xin dành quyền phán xét nhận định này của ông bùi tín viết về tướng giáp là một thời ông được coi như là người thân tín trong từng phần nhận xét của bùi tín không nhắc đến trận đánh năm 1972 ban biên tập người chiến sĩ việt nam cộng hòa xin được dành quyền nói về trận chiến này đối với tướng Võ Nguyên Giáp. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin trân trọng. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về Washington DC SSPTN.TV. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình. Minh Thúy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.